Anh, sao anh giỏi thế? Anh làm thế nào mà điện thoại của em từ hôm qua đến giờ không có tin nhắn luôn? Anh đã nói là sẽ xử lý mà. Nhưng mà anh xử lý bằng cách nào? Ghé vào đây anh nói cho mà nghe. Nào. Mẹ. Cháu chào bác ạ. Em về làm việc đi. Cháu xin phép. Mẹ đến sao không báo cho con biết trước ạ? Giá mà anh cũng nhẹ nhàng với con Khuê như với con bé đó thì hay nhỉ. Mẹ đến có việc gì đấy ạ? Thái, mẹ đã suy nghĩ chán rồi, cũng đã nói chuyện với con Khuê rồi, giờ cứ để cho con bé đó nó đẻ rồi giao thằng bé đó cho con Khuê nuôi. Con Khuê hiền lành, mẹ tin rằng nó không ngược đãi với đứa trẻ đó đâu con ạ. Kìa mẹ, nhưng mà... Nhưng mà gì? Con bé đó chỉ cần tiền của con thôi. Thái à, con chuẩn bị cho nó một quà rồi đưa cho nó, thế là xong. Thái, hay là con gọi nó vào đây ba mặt một lời. Kìa mẹ, cứ từ từ đã. Từ từ. Rồi đất ơi, từ từ đến bao giờ? Con bé đó chỉ cần tiền của con thôi. Con chuẩn bị cho nó một khoản rồi đưa cho nó, thế là xong. Anh gọi sao em không nghe máy? Anh, em không phải là siêu nhân, em cũng chỉ là phụ nữ thôi. Em có lẫn sự ích kỷ và sự kiêu hãnh của riêng bản thân mình. Em sao thế? Em đã nghe thấy anh nói chuyện với bác. Mà kể có không nghe thấy thì em cũng biết bác nói gì, vì bác đã từng gặp em và cảnh cáo em rồi. Thôi nào, đó là mẹ anh. Tâm lý của mẹ anh cũng như là vợ anh em đều hiểu hết. Em đâu có quyền gì phán xét hay trách móc gì đâu cơ chứ. Ngay cả như anh, anh không tin tưởng em, em cũng đâu có nói gì. Anh không tin em bao giờ. Nếu như anh tin tưởng em, anh đã chẳng theo dõi em. Mà chuyện đấy cũng chẳng quan trọng gì. Em biết như thế nào là được rồi. Em nghĩ là chúng mình nên dừng thôi. Dừng? Dừng là dừng thế nào? Là anh về lo cho tổ ấm của gia đình anh, còn em sẽ tự lo cho bản thân mình và đứa con. Anh yên tâm, em sẽ tìm phương án tốt nhất cho hai mẹ con. Em lại giằn dỗi gì anh vậy? Anh đã nói là không để em thiệt thòi cơ mà. Em không giằn dỗi gì anh cả. Khi mà em còn giằn dỗi nghĩa là em vẫn còn cơ hội. Nhưng bây giờ em mệt mỏi quá rồi. Xét cho cùng thì em cũng mới chỉ 25 thôi, chứ đâu có phải 52 đâu. Em chắc chắn sẽ tìm được hạnh phúc. Hai mẹ con em sẽ sống thật tốt. Em đã rà soát lại các giấy tờ hợp đồng của công ty, đều ổn cả anh ạ. Được rồi, lát mang vào phòng cho anh.
Em nhận được hoa rồi anh ạ. Hoa đẹp lắm. Em cảm ơn anh. Hẹn anh buổi trưa nhé. Bye anh. Chà. Ơ anh. Vào phòng gặp anh. Anh gọi em có chuyện gì thế? Em thái độ thế là thế nào? Hay là em nghĩ chuyện của chúng ta kết thúc thật rồi? Những gì cần nói với anh, em cũng đã nói rồi. Anh biết tính em rồi đấy, em không thích đôi co nhiều lời. Được rồi. Vậy anh hỏi em, chuyện Tuấn đến công ty đưa đón tình tứ là em cố tình để anh nhìn thấy có đúng không? Nếu anh cảm thấy đấy là cố tình thì cứ cho là cố tình đi. Còn bây giờ em chỉ cảm thấy là em cần phải nghĩ cho tương lai của mình. Mà điều đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh. Em nói thế mà nghe được à? Em đang mang thai đứa con của anh mà lại qua lại với anh ta. Em nghĩ gì thế? Hay là em nghĩ anh sẽ để yên? Chuyện đó anh đừng quên. Chính em mới là người lặng ngắt để cho anh yên đấy. Anh qua lại với em trong khi anh đã có một vợ và hai đứa con rồi. Anh có quyền gì mà kiểm soát cuộc sống của em? Chúng ta cũng chẳng có gì ràng buộc nhau về mặt pháp luật. Anh bảo là anh không muốn làm tổn thương các con anh. Em cho anh là một người bố, làm một người chồng có trách nhiệm với gia đình. Em đã biết điều như thế rồi, anh còn muốn em phải như thế nào nữa? Chà, anh đã nói là cần một chút thời gian, một chút thời gian để sắp xếp lại mọi thứ. Vậy mà em cũng không dành được cho anh à? Em không ngây thơ ngu ngốc đến mức ở đấy mà xây miếu chờ anh. Nếu anh không nghĩ được cho em thì cũng phải để cho em nghĩ cho bản thân mình chứ. Vậy anh hỏi em, khi con của chúng ta ra đời sẽ thế nào? Nó sẽ gọi người đàn ông kia là bố, trong khi bố đẻ của nó còn sống sờ sờ ra đây à? Câu đó là em phải hỏi anh mới đúng. Là anh quyết định cơ mà. Em đã biết điều, lùi lại phía sau để cho anh đỡ khó xử, thì anh cũng đừng nóng mặt mà can thiệp vào cuộc sống của em.